Hello mọi người. Hello. Hello mọi người. Hi 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 mọi người. Chắc là lâu lắm rồi Luna mới livestream bên Instagram á mọi người ha. Hello Nguyễn Bá Tùng, hello Trúc Linh. Chào bồ yêu ơi, chào chị đọc làm sao thờ Mai ngờ. Thanh Mai Nguyễn hả? Hello Banh, chào mọi người. Cái gì chào vợ yêu của Thiên Ân? Mày nói. Hello Phan Huyền Chi. Đúng rồi. Lâu nay là phải hello chủ tiệm xăng hoặc là có mời ba cô gái. Mà chắc là sắp tới là chuẩn bị có mời bốn cô gái rồi mọi người ạ. Ân rất là vô vai và cùng tần số. Chào Hoàng Duyên. Chào mọi người. Nay biết OTP. Thiệt, Luna vẫn không biết viết tắt của OTP là ý là cái viết rõ ra. OTP là viết tắt của từ gì Luna không biết. Nhưng mà Luna có hiểu ý nghĩa. Ừ. Hello. Hôm nay chị xinh thế. Hôm nay chị đi đám cưới màn dậy đó. Tại vì đám cưới nó rơi vào dịp cuối năm cho nên nó là mình cũng rộn ràng. Chú tìm xăng mê anh Tân. Đúng, mê anh Tân. One true parent. Oh, thì đâu to be the one true parent. Ok. Get it. Cảm ơn em nhiều nha Oanh nè. Hello, chủ tiệm xăng xin chào tất cả mọi người. Luna chắc like khoảng 10-15 phút gì á, cái Luna đi. Giờ trời kẹt xe quá. Bảo mới đốt nhà Phan Thọ nữa hử. Mọi người có xem cái phần trả lời Q&A của Luna không? Luna dạo này đổi tính rồi không đốt nhà Phan Thọ nữa. Vì nó cháy từ lâu rồi. Xong rồi fire. Về đầu năm em với chị cưới hỏi nha. Qua đây liền, gieo nhẫn liền. Gieo liền đi. Bán em 10 lít xăng à? Không quán. Em phải nêu cho chị mục đích em mua xăng đi. Chào mọi người. Đốt nhà khác hả? Happy birthday Tê Hùng. Hôm nay là sinh nhật anh Tê Hùng ạ? À? Mọi người biết không, hôm vừa rồi Luna đi cái về với bà con Hà Tĩnh á. Luna hát cái bài Nửa Lửa Lên Em á, xong bây giờ thấy mọi người đăng lên quá trời, Luna vui dã man. Tại đó là một cái tiết mục ngẫu hứng đó, không có được thông báo trước, rồi cũng không có được tập luyện trước á, nên là mình cũng cảm giác hơi bất ngờ. Tại vì là nếu như mà đã được chuẩn bị trước là cái tiết mục của Luna là được sắp xếp vào trong cái phần trực tiếp. Ở cái phần trực tiếp trước đó có một cái chương trình trực tiếp, nhưng mà không có, vừa ngắt sóng thì Luna mới hát để giao lưu với mọi người thôi. Nên là lên hát cũng hú hồn, mới gì ban đầu là mở nhầm nhạc nữa là cũng hú hồn hú vía rồi. Nhưng mà sau đó mở đúng nhạc thì ok vô luôn. Cái thấy vui quá trời vui. Trăng đã dậy rồi, khơi bếp hồng lên nhé. Lá nếp sâu rừng thêm ấm tình anh nuôi. Nồi lửa lên em chiến đấu đêm ngày. Vũ trụ theo ta vào trong chiến trận, có chỉ hằng soi sáng cánh thâu. Cảm ơn mọi người. Thật ra nhạc đỏ rất là khó hát. Luna cảm giác nhạc đỏ với nhạc vàng khá là khó hát.
Tại ngoài việc là mình phải hát đúng, hát khỏe thì mình phải hát mà nó truyền tải được đúng những cái thông điệp, cái nguồn năng lượng cũng như là cái suy nghĩ, những gì mà diễn ra lúc đó cho quý vị khán giả nghe. Tại vì Lona đang hát bài đó trong thời bình sẽ có một vài cái chữ Lona đổi, ví dụ như là thay vì đánh Mỹ là Lona sửa thành chữ chiến đấu á, tại vì lúc đó là Lona đang hát cho nấu ăn bếp ba số mát từ tâm, cho nên là Lona mới đổi lại từ chiến đấu, là đang chống lại Covid á chứ không phải là đi đánh Mỹ nữa. Cảm ơn mọi người. Chủ cây xăng hèn chi lửa nổi bùng bùng, thấy chưa? Mọi người đã hiểu lý do tại sao Lona bắt chưa? Lona bắt bài đó chưa? Vì Lona là chủ tiệm xăng. Ngó ghê chưa? Thấy 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 được sự kết nối chưa? Thấy được sự kết nối chưa? Lona muốn có tên con trai thì em gợi ý cho anh Long nha. Lona có tên con trai rồi. Tên con trai của Lona là Kiên Long, giống như có ngân hàng á mọi người. Ừ, Kiên Long nha. Chị là top hay bot vậy? Chị là con gái, chị làm vợ vậy? Hát AT hát đi chị ơi. Không, hát AT rất là ok nha, hát là có Thảo gánh nè mọi người. Từ nay có thấy một cái clip mà Thảo hát bài anh chưa yêu em, anh chưa yêu em, anh chưa yêu em thích vậy đâu đó. Thảo hát bài đó xong rồi chị Phan hát cái gì à, năm nay 25, 30 năm, 25 gì đó. Ê, bao nhiêu lâu chưa gặp, đó, đó, đó. Còn Thảo là nó nhảy TikTok á. Nên là hát AT hả, rất là mốt nhầm mốt chê. Chị có cà thơi không? No, chị không cà thơi. Cà khai thời khơi chị không cố. Hát bài em cho mắt tôi đi chị. Em cho mắt tôi. Em đẹp không cần son phấn, xinh thật xinh thật xinh, rất hiền. Hey. Không muốn jean giày cao gót, em chọn riêng mình em áo dài. Duyên dáng giống như hoa kia bên thềm, ngát nhưng không khoe sắc màu, ngàn đóa hoa đang rực rỡ không sánh bằng. Nhẹ nhàng tung bay tà áo dài, em phụ nữ Việt, anh lên bao dạng người người phương Đông. Thôi nghe nó đã hoài. Ua 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 chứ. Trời ơi, mọi người đừng có tát Thảo vô. Thảo đừng có tát Thảo vô. Bò kho hành khăn tầng khưng đi khi chị khi. Rồi. Never khờ. Nè khe vờ khờ. Phúc chị Đỗ Hà hả? Nói về Đỗ Hà là Luna nghĩ là Luna bắt đầu mà kiểu cảm giác gần gũi với Hà là sau khi mà Hà final walk. Tại vì lúc mà Hà đăng quang á, có khi Luna trước đó, trừ có lúc mà Hà mới đăng quang đến lúc mà Hà đi thi Miss World á thì Luna có theo dõi, nhưng mà vì Hà thì cái cánh hoạt động là phía Bắc nhiều, còn Luna là ở phía Nam. Xong rồi Hà thì cái phạm trù công việc giống như kiểu là đi dự event và có những cái công việc mà Hà làm ở ngoài, còn Luna là đi hát rồi nhảy đùng 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 á, thì hai cái phạm trù công việc hai chị em không có giống nhau, nên đôi khi là gặp thì gặp gì đó chứ cũng không có kiểu là mình đủ gần gũi nhiều. Nhưng mà sau khi Hà đi final walk, Luna rất là thương Hà, thương dữ luôn á. Tôi đang nghĩ Hà là một người có sức bền, có những cái lý tưởng riêng của mình. Hà là một người có cái ý chí rất là mạnh mẽ. Hà sau này Hà chắc chắn sẽ thành công. Bóc phốt Thùy Tiên đi chị. Chị Tiên hả? Không biết nữa. Cái chuyến đi gì rồi á thì lâu nay cũng có thời gian gần gũi với chị Tiên nhiều. Rồi cũng có những điểm chung. Nhưng mà bóc phốt thì Lona nghĩ là cũng không biết nữa. Tại vì em cũng khá là bận nên cũng không có nhiều thời gian để mà bóc phốt gì nhiều. Sau bữa ngủ với thỏ phanh với Lona không trả tiền để thỏ phốt kìa. Trời, Lona nói rồi, Lona với chị Phanh sau khi ngủ với thỏ là mỗi người 100 là đủ tiền rồi.
Nhưng mà thôi đừng chọc nói chuyện đó, là hình như nó là chỉ là accident thôi mọi người. Phốt chị Linh top đi chị, bữa chị Linh top phốt chị xui bộ đồ của Linh. Trời ơi, hôm bữa Luna có mượn bộ đồ Win Golf của Linh để đi ở ngoài nào quên rồi, tự nhiên quên cái khúc đó, ở địa điểm nào đó. Xong rồi cái lúc trước khi về á thì Luna là đã trả, nhớ đã trả cho một ai đó rồi, đấy là cho anh chị nào đó. Xong rồi đến lúc cái Linh nhắn tin nói là Linh cần bộ đồ đó, xong Luna nói ủa ai lấy được mà ta. Xong rồi nguyên ekip hỏi quanh không ai có hết. Rồi xong rồi cái không tìm ra. Xong rồi Linh kêu là Luna hốt bộ đồ. Xong rồi Luna cũng hoảng. Xong rồi có nhắn tin Linh nói là hay thôi hỏi là brand nào Luna mua lại, nhưng mà Linh không có nói gì hết. Tự nhiên cái không biết luôn. Không biết gì hết. Không biết gì hết. Tự nhiên à. Vẻ đẹp làm tôi điêu đứng. Không, không biết mình điêu ngồi đi. Mình điêu ngồi, tại chị đang ngồi á. Anh Tân hả? Phút anh Tân hả? Anh Tân. Anh Tân. Anh Tân. Anh Tân. Không biết phốt hay không, nhưng mà nhận xét trước anh Tân hợp với làm top nha. Anh Tân làm top ok nha. Anh Tân là một người rất là chủ động nha. 16 dằn hay rút. Chị nghĩ là trong cái thời điểm này á, mình đừng có nên bị động với mình đợi. Mình phải tự tìm cơ hội. Em đang nên rút đi. Rút đi nha. Hôm bữa Lena với Ân qua nhà chị Dung chơi Merry Christmas, xong rồi ăn bài. Lần đầu tiên trong đời Luna ăn bài, trước giờ thua. Mà Tiểu Vi cứ gặp Luna mà chơi bánh bài, nó rủ Luna mày chơi đi để tao lấy tiền của mày. Xong rồi rốt cuộc Luna ăn. Chết rồi mọi người, đầu năm đầu tam tai, năm sau thái tuế. Mà nó ăn tiền, làm sao mọi người? Chị nghĩ sao về cấp bộ bên nè, trời. Cái gì banana rồi banana rồi banana rồi đó na 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 phốt phanh thỏ hả? Phốt phanh thỏ. Phanh thỏ chị phanh và thỏ là điển hình một trong những người có ngoại hình đánh lừa, một trong những người có ngoại hình đánh lừa về tính cách. Đôi khi Luna nói là hay không mấy đổi thỏ cho phanh rồi phanh đổi cho thỏ, nhưng mà nó cũng không được, vì hai người đó có gì đó nó giống nhau một xíu này một xíu kia nên là chơi chung được. Live ngủ đi chị hả? Ok. Hay ta, nói cái ngủ liền ta. Hay ta. Wow. Olivier. Nói cái ngủ liền nha. Nói cái là có ngủ liền nha, có linh nghiệm nha. Buồn ngủ thiệt, mấy hôm nay không có buồn ngủ, đi làm nhiều buồn ngủ. Hello, nó dậy con nghe. À, chị Mai Phương hả? Mike Phương. Chị Mai Phương là một người giàu năng lượng. Nói chung là cái nguồn năng lượng của chị Mai Phương á, nó dữ dội hơn Luna nhiều. Không phải phốt nha, giờ là hỏi gì là Luna nói về cái impress, cái sự ấn tượng của Luna dành cho người đó, không phải bóc phốt được. Bóc phốt Tiểu Vi đi chị hả? Bóc phốt Tiểu Vi.
À, Tiểu Vy hả? Tiểu Vy dễ thương lắm. Dễ thương rất nhiều. Vy cũng kiểu nhẹ 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 vậy đó. Dễ thương lắm. Thế chiến hạm Bernard có real không ạ? À? Chiến hạm đó hả? Cái chiến hạm này sẽ đi khai phá những vùng đất mới giống của Columbus á. Hay quá. Sao tự nhiên nhìn mặt chị mà ra anh Tân hay vậy? Anh Tân nào? Anh Tân Lê phô tôi hay chụp hình cho chị hả? Sen vàng ai dẻo nhất? Trời, dẻo inside là thế mạnh của mỗi nàng sen vàng, chẳng qua là chưa gặp những trường hợp cụ thể và những cái thời điểm phù hợp thôi. Đụng vô đi, dẻo muốn chết, dẻo lắm, dẻo rất nhiều, so much, dẻo so much. Ủa, Á hậu cũng ngủ nữa ạ? À? Ngủ chưa? Cái từ đó nó nhạy cảm, nó đừng có nhắc trong livestream này nha. Lena là một người rất là nhạy cảm với từ đó, nói cái là làm liền, hiệu nghiệm liền, đừng có nói, đừng có nói. Má công giống như mọi người có coi mấy cái clip trên TikTok mà là có một cái cô người nước ngoài bồng em bé đến cho nó ăn trái cây, rồi nó ngồi trên giường rồi nó coi livestream đó, xong rồi mọi người hay comment là tự nhiên giữa trưa mà phải đi giữ em giùm á, mọi người nghe không? Đó, coi chừng mọi người ngồi cái giữ cho Luna ngủ, canh cho Luna ngủ đó. FeCl2 cộng với NaOH cho ra cái gì vậy chị? À, nếu như mà chị nhớ không lầm thì sẽ ra cho ra là FeOH2 cộng với NaCl rồi cân bằng phương trình hóa học thì là vậy đó, phải ghi ra rồi mới có cân bằng được. Rồi sao không cho Á hậu mà ngủ? Rồi sao không cho Á hậu mà ngủ? Chị ơi, sen vàng đô ai mạnh nhất ạ? À? Chị cũng không biết nữa. Nhưng mà người hay rủ đi nhậu nhất là Thảo với Phanh. Chị ra ngoài chị ăn không à. Ân cũng là người ăn. Đi nhậu bốn đứa chắc chắn sẽ có hai đứa, hai người uống và hai người ăn. Thôi nha, bye bye mọi người nha, Luna phải đi rồi. Sen vàng ai là người top nhất ạ? À? Nói một câu trả lời là chốt cái livestream nè. Dượng Nam là người top nhất, men nhất, chuẩn. Bye bye mọi người, tối về Luna lại livestream tiếp nha, bye bye. Ủa rồi sao tắt nữa? Chết rồi, làm sao không tắt đi trời. Trời ơi, mọi người. Trời ơi, cứu cứu. Ừ thôi, bye bye nha.